Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Hiếu Phương Lâm. Thì cái chủ đề hôm nay mình muốn giao lưu với anh em, đó chính là về cái vấn đề mà nuôi chim bổi nha anh em nhé. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều anh em hỏi mình làm sao để thuần một chú chim bổi, cũng như là lựa một chú chim bổi như thế nào. Thì nhân tiện hôm nay đây, mình cũng có một chút thời gian rảnh rỗi, mình cũng chia sẻ với anh em một chút là chúng ta phải thuần một chú chim bổi như thế nào khi mà chúng ta mới bẫy về, hoặc là chúng ta mới mua ở ngoài tiệm về, thì chúng ta phải làm cách nào để cho chú chim mau thuần, bớt hoảng, cũng như là làm cách nào để chúng ta giữ cho con chim bổi được hoàn thiện. Không hẳn là 100%, nhưng mà chúng ta hạn chế hết mức có thể, giúp cho giữ được bộ lông cũng như là về hình thể bên ngoài, giúp cho chú chim của chúng ta được hoàn thiện hơn. Thì hôm nay là mình chia sẻ với anh em một chút. Thì trước tiên đó là chúng ta khi mà chúng ta đi lựa chim bổi ở ngoài tiệm, tại vì nhìn né né ở ngoài thì con chim trống và con chim mái của cái dòng trà màu núi này thì nó rất là giống nhau nha anh em nhé. Nhìn nó giống nhau gần như là 90%. Thì mình cũng đã có làm clip hướng dẫn với anh em về cái cách để phân biệt trống mái rồi. Anh em có thể vào trang của mình, trong các video đó mình cũng đã hướng dẫn rồi. Nhưng mà có một số anh em bảo là nếu như mà không có hai con để phân biệt thì mình phân biệt như thế nào. Thì khi mà anh em đi lựa ở ngoài tiệm thì tốt nhất là anh em nên lựa những con chim nào mà có cái dáng. Đây là mình lấy con này làm điển hình nha anh em. Anh em cứ lựa con nào mà có cái dáng dấp. Cái này cái độ lấy nét của nó không có được rõ, tại vì con chim này nó ở trong tối quá. Thì anh em nên lựa con chim nào có cái dáng dài và màu cao, chân dài, chân to, cao, cũng như là cái phần bông vàng ở đít ấy, nó dài nha anh em. Còn những cái con mà ngắn tướng hoặc là đầu nhỏ hay đầu to thì không quan trọng, nhưng mà đầu tròn, ngắn tướng, đuôi ngắn, bông đít ngắn thì thông thường sẽ là những con chim mái. Còn những con chim trống thì sẽ thường thường sẽ có cái tướng dài cũng như là cái đuôi nó dài. Anh em để ý kỹ sẽ thấy nó dài hơn con chim mái, nó nhỉnh hơn con chim mái nha anh em nhé. Đó, đây là một con chim bẫy đấu của mình. Thì nếu như anh em đặt chim của thợ bẫy đấu thì họ sẽ biết chính xác con nào là trống, con nào là mái, tại vì chính tay họ đi bắt thì họ sẽ biết. Còn nếu ra vựa thì anh em cứ lựa cho mình con chim nào tướng dài, dài đòn cũng như là đuôi dài thì anh em bắt. Và quan trọng là phải khỏe mạnh nha anh em nha. Còn những con mà rù rù thì anh em đừng có bắt nhá. Những con chim đấy nó đang bị yếu thì anh em đừng có bắt. Cứ tưởng là nó dẹn người nhưng mà không phải là nó dẹn người đâu anh em. Đó. Thì cái đó là sơ sơ về cái vấn đề lựa chim bổi. Và sau khi mà chúng ta bắt được một con chim bổi về rồi thì chúng ta sẽ phải bắt đầu làm như thế nào để chúng ta sẽ thuần hóa nó một cách cho thật tốt. Thì ở đây đó, như mình cũng làm mẫu cho anh em. Thì anh em hãy lựa cho mình một cái lồng. Ở cái lồng này thì anh em cứ ra tiệm gọi là lồng ép bổi nhá anh em. Lồng ép bổi, ép mộc. Thì cái lồng này có cái chiều ngang khoảng chừng độ là 30 phân. À, 30 phân thôi, dài hơn gấp rưỡi một gang tay một tí. Thì nếu anh em đếm nen á thì thường thường nó rơi vào khoảng độ là 15 nen. Đó, tính những cái nen nhỏ này nha anh em, chưa tính hai, không tính hai cái khung này. Đó, không tính cái khung này. Tính cái nen nhỏ là thôi, anh em đếm cho mình là khoảng 15 nen là được nha. Còn ở đây cái lồng của mình thì nó không có cái phần nen khít ở trên này. Thì có một số loại nen khít nữa, ở trên này nó sẽ có những cái nen nó dày hơn, tức là nen nó thành gấp đôi như thế này, gọi là nen khít. Thì những cái lồng nen khít đó sẽ tốt hơn là cái lồng này, tại vì nó hạn chế cho con chim nó bị thục cái mỏ nó ra, nó sẽ làm cho con chim bị chảy đầu nha anh em nha. Đó. Đây bên này mình có một cái đây này, mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Cái phần nen ở trên cùng nó là nó sẽ khít hơn là cái phần nen ở dưới. Cho nên là nó hạn chế được con chim nó thục đầu ra ngoài, nó sẽ không bị chảy đầu. Đó.
Khi mà anh em lựa cái lồng rồi, ok, anh em về anh em nhốt chim nhá. Rồi sau đó là bắt đầu vào cái vấn đề mà tập ăn cho chim. Thì trong cái clip hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cụ thể từ A đến Z cho anh em luôn, để anh em, những anh em mới chơi sẽ biết cách để nuôi dưỡng và thuần hóa một chú chim bổi. Thì cái cách cho ăn, tập ăn vào kém như thế nào? Thông thường á, những con chim này ở ngoài rừng á, là nó sẽ có một số con thôi biết ăn chuối, nhưng mà có một số con thì sẽ không biết ăn chuối đâu nha anh em nha. Tại vì ở ngoài tự nhiên á, không phải là chỗ nào cũng có chuối cho nó ăn. Cho nên là trước tiên về là anh em phải tập vào chuối cho nó. Thì đây là mình có một trái chuối đây. Thì anh em về trước tiên là anh em sẽ phải cắt quả chuối ra rồi anh em đút cho nó. Nếu mà những con chim ở vựa thì là người ta nhốt vài ba ngày một tuần rồi là nó đã biết ăn chuối rồi, cũng có thể là họ đã vào kém cho nó luôn rồi. Nhưng mà đối với những con mà mới bẫy về thì không biết ăn chuối, thì anh em phải làm như thế nào thì anh em cứ cắt quả chuối ra rồi anh em mớm cho nó một ít rồi găm quả chuối nó vào lồng luôn. Thì những con chim mà nhanh nhẹn thì nó sẽ rất là dễ biết ăn. Còn đối với những con chim mà lì á, có những con nó không chịu ăn đâu anh em ạ, thì anh em phải đút cho nó hàng ngày. Như là sáng anh em phải để ý, anh em để ý coi nó có ăn không. Nếu nó không ăn anh em phải bắt ra anh em đút. Rồi đến trưa anh em phải ngó coi là miếng chuối nó đã có những cái vết mổ mới chưa. Khi có cái chim nó ăn là nó sẽ có những cái vết mổ, những vết ăn đó, thì anh em phải để ý. Nếu nó không ăn nữa thì anh em lại phải bắt ra đút tiếp. Còn nếu như không nữa thì anh em bắt buộc là phải nhốt chung nó với một con chim đã biết ăn nha anh em nha. Một con chim đã biết ăn chuối thì con kia nó ăn thì con này nó sẽ nhìn và nó ăn theo. Có những con nó rất là lì, nó không chịu ăn đâu anh em ạ. Và nó đói khoảng 3-4 ngày là nó lăn ra chết luôn. Thì cái đó là cái cách thông thường mà mình vào chuối cho chim. Thì mình sẽ nhốt chung 2-3 con mới bẫy về với một con đã biết ăn rồi, thì nó sẽ tự động nó ăn theo cái con kia, chứ mình cũng không có phải bắt ra mình đút nhiều đó. Rồi đến khi mà con chim biết ăn chuối rồi thì anh em cứ cho nó ăn chuối cho mình khoảng độ là một tuần nha anh em nha. Cứ cho nó ăn một tuần cho mình, cho nó ăn quen với quả chuối đi. Anh em đừng có đổi mồi khác, cứ cho nó ăn chuối cho mình thôi. Tại vì cái mục đích tiếp theo của mình đó chính là mình phải vào kém cho nó. Mà vào kém thì bắt buộc là phải có chuối thì anh em mới vào kém được. Chứ nếu không có chuối là anh em không vào kém được. Cho nên là một tuần đầu tiên anh em cứ cho nó ăn chuối cho mình đó. Thì anh em muốn vào kém cho nó thì cũng rất là dễ thôi. Đây, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể sơ sơ cho anh em. Đây là mình cũng có trái chuối nè đó. Thì anh em có thể là đây, để mình lấy cái hũ này của nó cho anh em, giới thiệu hướng dẫn cho anh em luôn. Thì sau khi mà con chim mà nó đã biết ăn chuối rồi thì anh em sẽ lấy quả chuối này đó, anh em cắt làm đôi cho mình. Lấy cái phần nhân chuối này anh em cho vào trong cái hũ, cho trực tiếp vào trong cái hũ kém này của nó luôn nha anh em nha. Cho trực tiếp vào đây để cho nó ăn. Khi mà nó ăn hết cái chuối này, đến cái phần kém bên dưới nó sẽ dính vào một ít ở cái quả chuối này. Thì nó ăn chuối thì nó sẽ dính kém vào đó và sẽ dần dần là nó sẽ biết ăn kém. Nhưng mà anh em đừng nên cho nhiều như vậy, anh em cho một nửa này thôi cho mình, một nửa chuối này thôi anh em cho vào đây đó. Còn không nữa thì anh em hãy làm theo cách này của mình, đó là anh em cũng cắt đôi quả chuối ra như vậy đó. Sau đó là anh em múc cái phần lõi này đi, múc cái phần lõi nhân quả chuối này ra đó. Anh em múc ra như vậy cho mình nha. Rồi sau đó anh em sẽ lấy một ít kém đây, anh em lấy một ít kém anh em trộn vô, anh em trộn vô cái quả chuối này nha. Anh em cứ bóp cho nó dính vào, bóp cho nó dính nhiều kém vô đây đó. Anh em cứ bóp nhiều vào, rồi sau đó anh em sẽ nhét ngược lại vào đây cho mình nhá. Nhét ngược lại vào như thế này, rồi sau đó anh em cho vào lồng, anh em cắm vào cho nó ăn. Và cái loại kém mà để dễ vào cho chim nhất, dễ tập cho chim ăn kém nhất, đó chính là anh em dùng kém gà con nha anh em nha. Thì có một số anh em hỏi mình là kém gà con là kém gì, thì mình cũng nói luôn là anh em cứ ra tiệm bán kém gà, anh em nói bán cho một ít kém gà con đó thì họ sẽ bán cho mình. Đây là cái kém này nó mềm, nó nhuyễn đó. Cái hạt của nó nhỏ thì anh em dễ là trộn vào chuối nhá.
Còn một số cái loại kém mà kém cho chim bổi này, kém này nó cứng và cái hẹt của nó to thì anh em trộn vô nó sẽ hơi khó. Con chim khi nó ăn nó sẽ lựa được nha anh em. Và còn cái kém này nó sẽ mềm, nó dễ thấm nước. Khi mà một để một tí thôi là nó sẽ mềm như chuối này này, là con chim nó ăn là nó sẽ rất là dễ. Bởi vậy con chim nó rất là dễ vào kém nha anh em. Cứ lấy kém ghẻ con, kém này đủ chất dinh dưỡng nha anh em nhé. Cho nên là anh em cứ cho nó ăn cho mình cái kém này. Rồi, ok. Thì cái phần vào kém đã xong. Anh em khi mà con chim nó đã biết quen cái mùi kém rồi á, thì anh em bắt đầu bỏ cái hũ kém này, bỏ cái này đi nhá, bỏ cái này đi luôn, không cần nữa. Anh em hãy dùng cái hũ này, anh em cho kém vào. Rồi anh em bỏ một nửa miếng chuối cho mình nhá, một nửa này thôi. Đó, anh em bỏ trực tiếp vào đây luôn. Cũng vẫn dùng kém ghẻ con nha anh em. Đó. Thì khi con chim nó ăn hết cái miếng chuối này là nó sẽ đến kém, là nó sẽ biết ăn kém rồi. Từ lúc đó anh em cắt chuối luôn cũng được. Cứ cho ăn kém khoảng một tuần luôn cho mình, một tuần liền cho mình. Thì con chim nó sẽ quen. Nó sẽ quen với kém. Đó. Chứ nếu như anh em cứ cho vừa kém vừa chuối vào, con chim nó sẽ lựa trái cây nó ăn thôi. Nó không ăn kém nữa, là nó lại bỏ kém. Thì bây giờ là anh em cứ giữ nguyên cái chế độ là kém không cho mình thôi. Nếu mà nó đã biết ăn kém, bắt đầu biết ăn kém là anh em giữ nguyên chế độ ăn kém cho mình khoảng một tuần liền để cho nó biết ăn kém nha. Ăn kém cứng, gọi là con chim kém cứng. Đó. Rồi. Sau khi mà anh em cái đó là cái về cái vấn đề ăn uống. Rồi còn cái vấn đề chùm lồng thì như thế nào? Và làm như thế nào để cho nó hợp lý? Thì bây giờ đến cái phần này. Khi anh em lựa một cái lồng và lựa một cái áo thì anh em hãy lựa cho mình một cái áo có cái màu hơi tối một tí nha anh em nha. Anh em lựa cho mình một cái áo màu tối một chút để cho con chim nó ở trong đó nó cảm thấy an toàn. Nếu anh em lựa cái áo màu sáng quá thì con chim nó sẽ cảm thấy nó không an toàn và nó sẽ bị nhét nha anh em. Anh em hãy lựa cho mình một cái áo màu tối một chút để cho con chim nó cảm thấy an toàn. Và anh em hãy nên gắn thêm một cái cầu phụ. Đó, như anh em thấy không? Một cái cầu phụ nhỏ bên hông đó. Để khi con chim nó cảm thấy nguy hiểm thì nó sẽ đậu lên trên đó. Và nó cũng giảm đi một phần là con chim nó bu vào hông lồng. Những con chim có những con nó bu vào trong cái hông lồng này là nó sẽ bị gãy lông đuôi nha anh em. Nó bị gãy lông đuôi. Nó bu nhiều là nó sẽ bị gãy lông đuôi. Thì anh em hãy để cho mình một cái cầu phụ nhỏ như vậy để cho con chim nó có chỗ nó đậu. Giống như là cái chỗ đậu an toàn của nó cảm thấy an toàn ở chỗ đó là nó sẽ đậu im ở chỗ đó. Mỗi khi nó cảm thấy nguy hiểm là nó sẽ đậu ở chỗ đó. Đó. Và anh em hãy chùm áo lồng trong vòng một tuần đến 2 tuần đầu về là anh em chùm áo lồng kín lại cho mình luôn. Đừng có mở ra, đừng có để hở gì hết, cứ chùm lại kín lại như vậy. Đó. Anh em cứ chùm kín như vậy cho mình và treo vào một chỗ yên tĩnh để cho con chim nó làm quen từ từ, nó thích nghi từ từ nha anh em. Khi con chim đang ở rừng nó bay nhảy tự do, chúng ta bắt nó, chúng ta nhốt vào lồng thì con chim nó sẽ rất là hoảng. Nó bị thay đổi môi trường sống của nó sẽ rất là hoảng. Thì anh em hãy chùm lại cho mình như vậy trong vòng 1 tuần hoặc là 2 tuần cũng được. Trong thời gian đó thì chúng ta cũng đang tập kém vào kém cho nó. Đó, cứ để im cho nó như vậy, đừng có động chạm gì đến nó nhiều. Có nhiều anh em rất là nóng vội, cứ mang ra phơi nắng rồi cho ăn mồi tươi thích, cứ cứt kém số 1, số 2 gì đó để cho con chim nó cứt lên. Cái việc đó là việc thừa nha anh em, không cần thiết. Bởi vì nó là con chim bổi mà, anh em cứt làm gì? Nó đâu có tác dụng gì đâu. Nó đâu lại chơi ngay được đâu mà anh em phải cứt nó làm gì. Anh em cứ quên nó đi, cứ chùm nó lại cho nó ăn uống bình thường cho mình trong vòng 1 đến 2 tuần để cho con chim nó quen dần với cái môi trường sống của nó đã. Rồi sau này anh em hãy tính tiếp đến cái vấn đề mà cứt lửa này nọ. Khi mà đã thuần rồi thì anh em mới hãy cứt lửa cho nó. Còn khi mà nó chưa thuần thì anh em cứ cứt lửa để làm gì? Cái đó là mục đích dư thừa nha anh em, không cần thiết. Đó, thì sau 1 đến 2 tuần khi mà chúng ta cảm thấy con chim nó thuần hơn rồi và nó cũng đã hót trộm. Đó, mình gọi là hót trộm. Nó hót trộm thì anh em hãy mở áo lồng từ từ cho mình. Đó, trước tiên là mình hãy mở một ít thôi. Đó, mình mở một ít hé hé như vậy thế này để cho con chim nó làm quen dần với cái môi trường ở bên ngoài. Giống như là nó nhìn thấy người, lâu lâu nó nhìn thấy một chút thôi, nhìn thấy người đi qua đi lại. Đó. Lâu lâu nó nhìn thấy bóng người là nó sẽ làm quen từ từ, nó sẽ thích nghi từ từ với lại cái môi trường sống mới. Chứ nếu như mà một con chim bổi mà về mà anh em không chùm mà anh em cứ mở tung ra, cứ mở tung hết áo ra là con chim nó sẽ rất là hoảng, nó sợ đó.
nó bay rồi nó nhảy, nó tông tùm lum hết, là nó chầy đầu rồi nó gãy lông đuôi. Có một số anh em hỏi, ủa sao con chim em nuôi mà nó thuần được, còn con chim của ăn về mà nó cứ tông đầu, nó nhét hoài à? Đó là cái lý do mà tại sao mà không thuần được chim bổi. Đó là anh em về anh em chẳng có chùm éo gì, anh em cứ mở tung hết ra rồi treo ở chỗ có người đi qua đi lại nhiều thì con chim tất nhiên là nó sẽ bay nhiều thì nó sẽ xấu thôi. Đây là, đây là mình có ví dụ một cái điển hình. Đây này, mình cũng có một con chim, đây là mình không có chùm gì hết. Đó, nên anh em thấy đây này, mình không chùm éo không gì hết, và mình nhốt trong một cái lồng này nó khá là to, cho nên là nó nhảy nhiều. Như anh em thấy cái đuôi của nó gãy hết rồi, thấy không? Đó, và con chim nó rất là nhét khi mà mình không chùm lại. Đó, đây là một ví dụ điển hình, ví dụ trước mắt luôn. Đó, cho anh em thấy là mình không chùm nó lại, không có quan tâm đến nó. Đó, còn có những con mà mình kỹ, mình nuôi kỹ thì mình sẽ chùm nó lại và mình sẽ chăm sóc nó kỹ hơn, thì còn làm thì sẽ khiến cho con chim nó không bị hoảng nha anh em nha. Thì nếu như sau khi mà anh em chùm này khoảng 1-2 tuần rồi, anh em cứ hé từ từ, rồi đến khoảng một độ 1 tháng thì anh em hãy vén cái éo này lên nha, hãy vén cái mặt trước này lên. Anh em đừng có vội, cứ từ từ thôi, cái gì cũng phải từ từ. Đừng, và cái quan trọng nhất là anh em đừng tác động mạnh nó. Con chim bổi nó rất là dị ứng với lại những cái thao tác mạnh tay, như là anh em sắt lồng đi lại này, hoặc là anh em cho ăn cho uống mà anh em thao tác mạnh tay thì con chim bổi nó sẽ rất là hoảng và nó có thể là nó không dẹn được luôn nha anh em. Nó nhìn thấy người rất là sợ. Đó, thì anh em phải nhẹ nhàng. Đối với một con chim bổi, anh em phải cực kỳ nhẹ nhàng, đừng làm nó hoảng. Nhất là trong vấn đề ăn uống thì ở đây. Đó, thì anh em hãy chuẩn bị cho mình là một cái khay, cái này gọi là cái muôi xúc kém nhá. Thì anh em hãy xúc kém vô cái muôi này rồi anh em đút qua cái kẽ lồng này, anh em châm vào cái máng ăn cho nó, hạn chế thò tay vào trong lồng. Tại vì khi chúng ta thò tay vào trong lồng thì con chim nó sẽ rất là hoảng. Chỉ có một cái là trái cây thôi, là anh em bắt buộc là phải thò tay vào trong lồng để anh em cho vào cái xiên chuối này. Đây, cái xiên chuối lúc nào mình cũng để nằm ở cái góc sát cửa nha anh em. Để anh em thò tay vào là đụng cái xiên chuối ở ngay đây luôn, thì anh em sẽ không phải thò tay vào trong sâu kia. Có một số anh em cứ để cả cái xiên chuối vào tít trong sâu á, mỗi lần thò tay thò tít vào trong là con chim rất là hoảng. Đấy, anh em lưu ý cho mình là để ở ngay phần sát cửa này. Đó, anh em chỉ cần thò tay vô, mở lên, thò tay vào một ít thôi là con chim nó sẽ không bị hoảng loạn. Có một số anh em bỏ tít vào trong kia thì con chim nó hoảng lắm. Và về phần cống nước ấy, thì ở đây là mình từ xưa đến giờ, trước đến giờ luôn, là mình luôn luôn mình dùng cống nước ngoài này nha anh em. Đó, treo ở ngoài để khi thay nước là không phải thò tay vào trong, là làm cho con chim nó không bị không có khiến cho con chim nó bị hoảng. Đó, khi cần thay là mình lấy ra thôi, mình lấy cái này ra rồi mình thay cái cống thay nước mới vô thôi, rồi mình lại gắn lại. Mình không thò tay vào trong lồng là sẽ làm cho con chim nó không bị hoảng. Rồi, ok. Đó là về phần vấn đề mà thức ăn, nước uống cũng như là cách chùm éo lồng. Thì các anh em hãy chùm éo lồng kín cho mình trong thời gian khoảng 1 đến 2 tuần đầu để cho con chim nó được tĩnh lặng, nó quen thích nghi với môi trường từ từ. Rồi sau 1-2 tuần thì bắt đầu anh em hé. Có thể là anh em mở như vậy giống mình. Đó, anh em mở như vậy, mở hai cái cánh này ra để cho con chim nó nhìn thấy ở không gian ở bên ngoài một chút. Và nó làm quen từ từ. Sau đó là khoảng chừng độ là 1 đến 2 tháng, có khi là 3 tháng. Cái này thì không có thời gian cố định nha anh em. Tùy theo anh em cảm nhận con chim của mình nó như thế nào thì anh em hãy làm. Chứ nó không bắt buộc là phải có thời gian cố định. Có những con nó rất là nhanh, chỉ 2 tuần thôi là anh em có thể mở cái này lên mà nó không hoảng luôn rồi. Nó có thể nó đứng im và nó hót. Đó. Còn có những con vài tháng trời thì khi anh em mở ra nó vẫn tung ầm ầm. Đó. Thì theo mình thường thường là khoảng 2 tháng trời. Đó, khoảng 2 tháng thì mình sẽ mở cái này lên và mình treo ở một cái vị trí xa xa con người ra để cho con chim nó không bị hoảng. Và cái vị trí treo cũng rất là quan trọng nha anh em nha. Anh em nên treo ở một cái tầm khoảng chừng độ là từ 1,5 m cho đến 2 m, cái chiều cao thôi. Anh em đừng treo cao quá. Khi anh em mà treo cao quá là con chim nó sẽ rất là nhét, tại vì nó ở trên cao nhiều, nó quen rồi. Đó, thì anh em khi mà đưa xuống để anh em tắm rửa cho nó hay là anh em thay thức ăn thì nó sẽ rất là nhét người. Cho nên là anh em chỉ treo độ tầm khoảng độ là 1,5 m, 2 m, vừa tầm
ngang đầu hoặc là cao hơn đầu chúng ta một chút thôi, để cho con chim nó quen với con người từ từ. Rồi khi sau khi đấy thì bắt đầu đến cái quá trình mà tắm rửa nha anh em nhá. Thì đối với một con chim bổi mới về trong vòng 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng đầu, anh em cũng không cần phải tắm đâu. Không quan trọng cái chuyện tắm rửa. Nếu như có phơi nắng thì tốt. Còn không có phơi nắng được cũng không sao. Con chim không phơi nắng 1 tháng không sao cả. Thì sau khi mà anh em cảm thấy con chim của mình nó dần dần nó quen rồi, nó hơi dẹn rồi, là lúc đó là chúng ta bắt đầu chúng ta cho nó tắm nha anh em. Thì tắm như thế nào? Thì khoảng 1 tuần thì chúng ta, trong vòng 1 tuần đầu thì con chim nó sẽ rất là ít con nó chịu tắm. Nhưng mà từ tháng khoảng chừng độ là thứ 2, thứ 3 trở đi là con chim nó dẹn dần, là anh em chúng ta có thể cho nó tắm và nó sẽ chịu tắm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em một cách để tập cho con chim bổi nó tắm nha anh em nhé. Thì trước khi cho tắm, đối với những con chim bổi thông thường là nó sẽ ít con nó chịu tắm lắm anh em. Trước khi cho tắm, anh em hãy cho con chim của mình ra phơi nắng nha anh em. Anh em hãy mở một mặt lồng này ra. Đó. Và anh em cho nó phơi nắng cho mình khoảng chừng độ là 15 đến 20 phút. Thì sau khi mà phơi nắng khoảng 15 đến 20 phút là con chim nó sẽ cảm thấy nóng. Anh em hiểu không? Cũng như con người mình vậy thôi. Nó sẽ cảm thấy nóng trong người và nó muốn tắm để cho nó mát mẻ. Rồi sau đó anh em sẽ bỏ qua lồng tắm nha anh em nha. Anh em cho nó qua lồng tắm. Anh em nhớ là thao tác thật nhẹ nhàng nha anh em. Đừng có làm cho nó hoảng. Con chim bổi mà khi mà nó hoảng là nó sẽ tung nó rất là xấu lông xấu lá. Đó. Đây là mình đang làm ví dụ cho anh em thôi, chứ còn con chim này là mình đã thuần được 2 tháng rồi. Đó. Con chim mà khi mà cho vào lồng tắm, con chim bổi mới thông thường là nó sẽ rất là nhét. Nó không chịu tắm đâu anh em. Thì chúng ta phải làm cách nào để cho nó tắm? Đó. Ví dụ thì mình sẽ có cách này. Đó là anh em hãy dùng cho mình một cái bình xịt xương nha, giống như là mấy thợ xịt tóc ở ngoài tiệm cắt tóc cũng được. Nè, xịt xương nhẹ nhẹ thôi. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái bình này chúng ta xịt cho nó. Chúng ta sẽ cái bình này hết hơi ta. Ui. Anh em sẽ dùng cái bình này anh em xịt xương cho nó này. Chúng ta xịt cho nó ướt cái lông của nó đi. Chúng ta cứ xịt cho nó hơi ướt cái lông của nó. Hơi ướt cái lông của nó đi một chút thì nó sẽ cảm thấy nó ướt và nó ngứa người. Rồi sau đó là nó sẽ rỉa lông, nó tắm nha anh em. Thì trong cái thời gian nó tắm thì chúng ta hãy vệ sinh cái lồng của nó. Đó. Cái lồng này thì mình đã vệ sinh rồi. Trong cái thời gian đó thì chúng ta hãy thay cái lót phân, rồi chúng ta thay kém, thay nước cho nó để cho con chim nó không bị hoảng. Hạn chế cái việc thò tay vào trong lồng. Thì đối với những con bổi mới nữa thì làm sao? Chúng ta có một cách nữa, đó là chúng ta hãy để cho nó ở bên cạnh. Nó đứng ở ngay bên cạnh cái lồng của con chim kia. Đó. Khi mà con chim kia tắm thì con chim này sẽ phơi nắng nha. Thì cái con này nó phơi nắng, nó nóng, nó thấy con chim kia tắm thì nó cũng sẽ học theo, nó đòi tắm. Anh em hiểu không? Anh em hiểu ý mình không? Khi mà nó nhìn thấy con kia được tắm thì nó cũng sẽ muốn tắm theo. Thì lúc sau thì mình sẽ sang nó qua là nó cũng sẽ tắm theo con kia luôn nha anh em nhé. Đó, như mọi người có thể thấy là con chim bổi của mình bên này là con chim mình đã nuôi được 2 tháng, nó đang tắm rồi đó. Còn cái con bên này thì là con chim bổi mới, nó cũng đang đứng nó nhìn con kia tắm nha mọi người. Thì cái chế độ tắm như thế nào để hợp lý? Thì như anh em có thể là 1 tuần là anh em cho tắm cho mình 2 lần vào ngày Chủ nhật và ngày thứ 3, thứ 4 gì giữa tuần đó anh em. Cứ 1 tuần là anh em cho tắm cho mình 2 lần là hợp lý nhất. Chứ còn nếu như anh em cho tắm nhiều quá thì con chim nó sẽ lười tắm, nó không thèm tắm đâu nè. Có người thì cứ ngày nào cũng lôi ra cho tắm, con chim nó rất là lười tắm. Tại vì ngày nào cũng được tắm, nó sạch sẽ mà, nó đâu có thèm tắm nữa.
Cho nên là mình cứ để 3-4 ngày cho nó con chim nó cảm thấy ngứa ngáy trong mình, thì khi anh em cho nó tắm là nó sẽ rất là thích tắm đó. Và cái giờ tắm thì anh em nên chọn vào cái giờ trưa nha anh em, nhất là cái độ vào khoảng 12 giờ hoặc là 1-2 giờ trưa. Cái thời tiết lúc đó nó đang là rất là nóng bức, thì cho con chim nó đi tắm là nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Thì con chim bổi, một con chim bổi nếu anh em muốn thuần nó, bắt buộc là anh em phải có cái đoạn này nha anh em, không bỏ qua cái đoạn này được, bắt buộc là phải cho tắm thì con chim nó mới nhăn thuần được. Như anh em thấy khi mà con chim nó tắm thoải mái á, là mình sẽ ngồi gần nó như thế này, nó không nhảy đâu anh em, nó cảm thấy thoải mái mà nó cảm thấy mình an toàn, mình không đe dọa, mình không làm nguy hiểm cho nó, là nó sẽ cứ thoải mái nó tắm thôi đó. Khi mà anh em cho nó tắm cái lồng đó quen rồi, thì cũng có một số anh em nuôi là cho tắm cái lồng đó thường xuyên luôn. Còn mình á, thì khi mà một con chim mà đã thuần, hơi thuần một chút, thì mình sẽ cho tắm bên lồng lực nha anh em. Mình sẽ cho qua cái lồng lực, lồng dài này nè, là mình dành cho những con chim thuần của mình để tắm á. Đó. Thì ở đây là mình có một con bổi. Đây, con này mình đã nuôi được khoảng chừng độ là 3 tháng á. Đó, anh em thấy nó khá là dẹn đúng không? Con này là chiến binh mang mẹ số 205. Đây, mình có dán lên đây 205. Là mình sẽ, thông thường là những con chim mà đã thuần lồng rồi thì mình sẽ cho tắm bên lồng lực, để cho con chim nó thoải mái, nó bay một chút. Cũng như là, và mình cũng cảm nhận, cái này là cảm nhận riêng của mình nha anh em, khi mà con chim mà nó cho qua lồng lực này mà nó chịu tắm á, thì là con chim nó sẽ nhăn thuần hơn. Qua đi con. Đó, anh em thấy không? Nó tự nó nhảy qua luôn. Chứ không cần là mình phải đuổi. Thì trong cái thời gian cho nó đi tắm như vậy thì chúng ta thay phân cho nó. Cái lồng này cũng khá là dơ rồi, lát nữa mình sẽ thay phân cho nó. Anh em hãy đợi một chút thì con chim này nó sẽ xuống nó tắm liền nha anh em nha. Đó, như anh em thấy không, con chim bổi của mình nuôi 3 tháng nó tắm rất là thoải mái. Còn con này thì đã tắm xong rồi đây anh em này, con này đã tắm xong rồi này. Bây giờ mình sẽ sang nó qua cái lồng của nó nha anh em nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho cái con bổi xấu này qua tắm để cho anh em xem thấy, và là mình lấy ví dụ thực tế để cho anh em xem. Khi anh em làm việc với những con chim bổi này, anh em hãy làm việc cho mình rất là nhẹ tay nha anh em, đừng có làm nó hỏi. Và lưu ý cái phần này, khi anh em sang con chim qua lồng, anh em phải vén cái éo này, cái lồng này, cái lồng nuôi của nó, anh em hãy mở hết éo ra để cho nó thoáng, thì con chim bổi nó mới thấy đường nó bay qua. Chứ còn nếu anh em trùng kín lại để anh em cứ đuổi bên này là nó không có bay qua đâu nha anh em. Tại vì trong cái lồng này nếu mà nó tối nó sẽ không có bay vô. Anh em hãy mở hết ra cho nó thoáng. Đó, anh em thấy không? Thoáng là nó sẽ bay qua, rồi sau đó chúng ta sẽ đậy lại, rồi chúng ta treo nó lên một chỗ cho nó vũ lông, cho nó khô réo đi. Đó, chúng ta có thể để lên trên cái phần cao cao này để cho nó vũ lông, cho nó khô réo con chim, rồi chúng ta hãy chùm nó lại và cất nó đi nha anh em nhé. Tạm thời mình để nó ở đấy, rồi sau đó là mình sẽ sang con chim này qua, con chim bổi mới thì chúng ta sẽ khó khăn hơn một chút trong cái vấn đề tắm. Trẻ con này biết qua lồng tắm ta. Thì đó, khi mà con chim bổi mới nó qua lồng tắm nó sẽ bay rất là hoảng loạn anh em ạ. Ít con nó chịu đứng ngay lên cầu lắm. Và sau đó chúng ta cũng sẽ vẫn dùng cái cách cũ thôi. Đó là chúng ta hãy dùng một cái bình xịt hơi sương để chúng ta xịt cho nó.
anh em thấy không, con bổi nó bay cân không, rất là nhét. Anh em xịt nhẹ cho nó để cho nó ướt lông. Chúng ta điều chỉnh cái tia này cho nó hợp lý nha anh em, tại vì ở cái bình nào nó cũng có cái nút điều chỉnh tia, anh em hãy điều chỉnh tia nào cho nó hợp lý để cho con chim nó ướt lông một chút. Rồi, như vậy là được rồi. Khi mà nó ướt lông một chút như vậy thì anh em hãy, rồi anh em thấy nó rất là nhét luôn. Anh em hãy chắn ra một đoạn để cho con chim nó được tự nhiên. Khi mà con chim nó được tự nhiên rồi là nó sẽ tự nó tắm rồi anh em. Rồi, đó, anh em thấy không? Cái con chim bổi nhét này của mình là nó cũng đã chịu tắm rồi nè. Thì đó là cái cách mà mình tập cho chim bổi tắm nha anh em. Tắm là một phần rất là quan trọng để giúp cho chúng ta thuần một chú chim. Đó. Nếu mà chúng ta muốn thuần một chú chim dẹ thì bắt buộc là chúng ta phải cho tắm. Và có nhiều một số anh em hỏi mình cái cách để tập tắm chim thì đây chính là cách để mình tập cho chim bổi tắm nha anh em nha. Khi mà con chim nó đã chịu tắm ở bên lồng này rồi thì mình sẽ cho qua lồng lực dài như thế này để mình cho tắm luôn. Và mình cảm nhận được là những chú chim mà nếu mà chúng ta đã cho qua lồng lực dài như này mà nó đã chịu tắm á thì nó sẽ rất là nhanh thuần. Nhưng em thấy không, con bổi 3 tháng mình nuôi này nó rất dễ. Đó. Và khi sau khi cho tắm xong thì chúng ta cho nó vào chỗ mát nghỉ ngơi. Đây như con này là mình đã cho vào chỗ mát nghỉ ngơi rồi. Đó. Thì rồi chúng ta hãy chùm éo lại. Đoạn này là chúng ta sẽ chùm éo lại tiếp tục chùm éo. Và chúng ta để hở một mặt thôi nhá anh em nhá. Chúng ta để hở một mặt này. Đó. Chúng ta để hở một mặt để cho con chim nó làm quen với cái môi trường sống từ từ. Rồi chúng ta hãy treo nó lên. Đó, cất nó đi vào một chỗ yên tĩnh để cho nó nghỉ ngơi. Đó. À, như đây nhà mình thì mình treo nó cách đầu khoảng nói chung là về độ cao thì khoảng chừng độ là 2 mét. Đó, mình cứ để nó ở đó. Rồi con kia thì nó đang tắm thì thôi chúng ta cứ để cho nó tắm đi. Bây giờ quay lại cái vấn đề mà lồng ép bổi thì ở đây là mình mới suy nghĩ ra một cái cách chọn lồng để ép bổi. Thì nếu như khu vực anh em nuôi có một số nơi thì họ không có bán lồng ép bổi, cho nên là chúng ta phải mua những cái lồng sắt để chúng ta nuôi. Thì theo mình suy nghĩ thì hợp lý nhất đó chính là lồng sắt cỡ nhỏ, lồng tròn như vậy nha anh em nha. Đó. Cái lồng này mình đếm là 63 nen này. 63 nen, lồng này là lồng dùng để nhốt trầu mèo hoặc là chích chuẹt hen. Lồng cỡ nhỏ. Thì cái lồng này khi chúng ta mua ở ngoài chợ về là nó sẽ có những cái kẽ này nè anh em này. Đây này, nó có những cái kẽ này. Tại vì cái lồng này là cái lồng lắp ghép. Nó sẽ ghép mấy cái mảnh khung và nen này vào với nhau. Một là cái nóc này, hai là cái thân, và ba là cái đáy. Nó sẽ làm chia làm 3 mảnh. Thì khi họ ghép vô là nó sẽ có những cái nen hở như này. Nó sẽ có những cái kẽ hở. Là những cái kẽ hở này anh em, là khi mà con chim á nó bay, nó đậu, nó bay, nó đang đứng ở dưới mình, chúng ta đi tới là nó bay lên thì nó sẽ bấu chân nó vào những cái chỗ này thì nó sẽ rất là dễ bị kẹt những cái ngón chân nó vào đây nha anh em nha. Đó, anh em lưu ý cái phần này cho mình. Thì ở đây là mình đã làm sẵn rồi, mình lấy cái lồng làm sẵn mình cho anh em xem. Là mình sẽ dùng dây ni lông nha, dùng dây ni lông mình đen lại hết. Mình quấn kỹ lại hết những cái phần mà có cái phần mà ghép nối vô này anh em này, để cho con chim của mình nó không bị kẹt chân vào những cái kẽ này. Đó, nó sẽ không bị hư chân. Con chim mà khi mà nó đã kẹt chân vô đây rồi á là nó sẽ bị đeo treo tòng teng ở trong lồng, nó không gỡ ra được. Nó cứ treo ở trong đấy rồi nó dãy, bắt đầu cái đến đoạn nó bắt đầu nó dãy, nó bay để nó vùng vẫy để nó thoát ra mà anh em. Đó, thì nó càng dãy thì cái chân của nó sẽ càng bị đau và nó càng chảy máu.
đó, dẫn đến là hư chân con chim và hư luôn con chim đó. Cho nên anh em kỹ hãy dùng dây ni lông đen hết lại cho mình, đen kín lại cho mình luôn đó. Đây mình sẽ đen một vòng ở trên đây và một phần ở dưới này. Cái lồng này là nó tắt làm đôi thì khi mà về là chúng ta sẽ ghép lại. Và thông thường ở tiệm thì họ sẽ dùng những cái dây rút rất là nhỏ này anh em, những cái dây rút nhỏ xíu à, để họ siết lại, họ cố định lại, gọi là tạm thời thôi anh em ạ. Còn khi về mình ấy, thì mình sẽ dùng những cái dây rút lớn nhá, mình sẽ dùng những cái dây rút lớn hơn. Đây mình ví dụ cho anh em xem để anh em thấy, mình sẽ dùng những cái dây rút lớn hơn để mình siết cố định lại cho nó được chắc chắn. Và một phần nữa là ở đây mình kỹ hơn là mình sẽ dùng một lớp lưới ở ngoài, mình dùng một lớp lưới mình đen hết ở ngoài lại. Để làm gì? Thì cái phần này đó chính là để cho con chim hạn chế thục đầu. Đây là những cái nen này, chỗ này cửa, cho nên là mình để trống, mình không có đen lại, mình không có vây lưới. Những cái phần này thì là mình sẽ chùm áo lồng rồi mình sẽ phủ kín nó luôn. Đó, như cái lồng này đó là mình sẽ phủ áo lồng. Đó, những cái chim bổ mới về mình phủ áo lồng thì nó sẽ cũng không có tông nha mọi người nha. Đó, những cái phần này đó. Nếu như mà chúng ta không đen lưới này thì con chim nó sẽ thục, nó bay rồi nó thục đầu, nó thục qua những cái nen này nè anh em, để nó tìm đường thoát. Thì một thời gian là cái đầu con chim sẽ chảy máu toét toét ra, nó làm cho con chim rất là xấu, hư luôn con chim nha anh em nha. Cho nên là ở đây mình kỹ thì mình sẽ dùng cái lưới này mình vây ở ngoài. Đó, anh em ra tiệm bán lưới nó bán cho một ít lưới về, rồi anh em tự ngồi anh em làm thôi. Cái này không có cái máy móc nào mà làm được hết á, cho nên là tất cả là mình phải tự làm bằng tay, tự làm thủ công hết nha anh em nha. Đây là một cái mà mình mới nghĩ ra, và từ nay thì mình sẽ dùng cái lồng này để mình đựng chim bổi. Đó, mình nuôi chim bổi để nó khỏi hư chim. Đó, anh em khi mà bắt chim nó sẽ được một con chim hoàn thiện. Đó, khi anh em bắt chim bên mình là sẽ được một con chim hoàn thiện hơn. Đó, mình sẽ bảo quản cho anh em hết mức có thể. Đó là mình làm rất kỹ rồi anh em ạ. Thì đó là một số cái kinh nghiệm mà mình thuần chim bổi. Thì nhốt trong cái lồng này thì cũng như những cái lồng kia thôi. Thì anh em trong tuần đầu thì anh em cứ chùm kín lại như vậy cho mình. Đó, và anh em chọn cho mình cái áo nó màu nó tối tối một chút. Đó, đừng có chọn áo màu sáng. Đó, rồi anh em bắt đầu đoạn đấy thì anh em bắt đầu vào kém, tập chuối vào kém. Đó, cho con chim nó thuần, nuôi nó khoảng chừng độ là 2 tháng cho con chim nó hơi thuần một chút, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mở áo ra. Đây thì bắt đầu chúng ta mới hé hé những cái áo này ra đó, cho con chim nó nhìn dần với cái thế giới bên ngoài. Rồi sau đó khoảng chừng anh em cứ nuôi cái chế độ này cho mình khoảng chừng độ là 3-4 tháng thì con chim nó sẽ thuần. Đó, nó thuần dần từ từ. Rồi anh em hãy móc ra vườn, móc ra những chỗ thoáng đãng để cho nó hót, rồi có thể anh em đã bung hết áo này ra. Đó, tại vì bây giờ là nó đã có cái lớp lưới này rồi, nó sẽ không có thục đầu nữa, nó không thục đầu nữa là nó sẽ không bị chày, nó không bị hư chim nữa nha anh em. Đó, anh em hãy bỏ cái áo này ra khoảng 3-4 tháng, anh em đó, anh em hé áo ra như vậy cho mình. Đó, để cho con chim ra vườn, treo lên cây ra vườn cho nó hót, cho nó thuần từ từ. Rồi sau đó là khoảng chừng độ là nửa năm thì anh em hãy ghép chim vào cho nó chơi với nhau. Trước khi mà con chim mà bổi mới mà anh em cảm thấy nó hơi có thái độ một chút, nó hơi hót nhiều, nó sung sung một chút, là anh em lấy con chim thuần anh em ghép vô cho hai con nó đấu với nhau. Thì con chim thuần nó đấu cho con chim bổi. Nếu như mà con chim bổi thực sự là tố chất lì thì có thể là nó chơi lại con chim mồi. Còn nếu như con nào mà đang yếu là con chim mồi nó sẽ đè con chim bổi đấy, hoặc là thậm chí con chim bổi đó nó sẽ bị bể luôn. Đó là điều rất là tối kỵ, hạn chế nha anh em. Anh em cứ việc nuôi đi, cứ nuôi cho nó thuần cho mình khoảng chừng độ là 6 tháng đến 1 năm. Khi mà con chim nó đã mặn rồi, anh em muốn ghép con chim nào vô chơi với nó thì ghép. Chứ còn nếu mà nó đang là con chim đang lên, nó đang thuần, anh em ghép con chim mồi vô, con chim cứng vô là nó đánh cho con chim bổi này nó sập luôn. Thì đó là điều rất là tối kỵ, và đó là coi như là anh em mất toàn bộ cái công sức từ trước đến giờ anh em thuần con chim, là anh em mất toàn bộ. Tại vì khi nó đã bể rồi, nó đã sợ một con chim ở nhà mình rồi, là coi như là anh em không chơi nó được nữa, anh em phải bán nó đi hoặc là anh em thả phóng sân thôi. Chứ nếu để ở nhà thì nó lại vẫn tiếp tục sợ con chim mồi của anh em
chẳng chơi được, nó sẽ không hot, ở nhà nó sẽ không hot. Nhưng mà nếu mà mang đi chỗ khác thì nó sẽ vẫn là sẽ hot. Còn ở nhà thì nó sẽ sợ con chim mồi của anh em, con sợ con chim cứng mà đã đắn cho nó bị chạy rồi đó. Là nó sẽ sợ con đó, là nó sẽ không dám hot đâu nha anh em nha. Cho nên là anh em đừng có nóng vội, anh em cứ nuôi thuần cho mình hẳn khoảng chừng độ là từ 6 tháng đến 1 năm, rồi anh em hãy ghép con chim thuần vào cho nó chơi thử xem thái độ như thế nào. Nhưng mà chỉ chơi gọi là sẽ giao lưu thôi nhá, chứ đừng có để cho nó đấu đến mức mà con chim bổi chạy luôn. Cái đó là anh em ép con chim quá, anh em đừng có làm như vậy. Anh em cứ nuôi bình thường thôi, lâu lâu cho nó chẹ mặt một tí để cho con chim nó sung lên đó, kích gọi nhẹ như là kích lửa đó. Chứ đừng có để cho nó đắn con chim bổi mà chạy luôn thì đó là điều rất là kỵ. Rồi thì đó là về cái vấn đề nuôi chim bổi của mình, đã hướng dẫn cho anh em từ đầu đến đuôi, từ A đến Z luôn rồi. Chứ có một số anh em thì mới chơi thì không biết thuần con chim bổi như thế nào cho nó hợp lý. Đó, con chim kia thì nó đã tắm xong rồi đó anh em. Đó, thì tiếp tục theo là mình sẽ cho con chim ở bên cái lồng lưới kia qua để cho nó tắm nha anh em nhé. Rồi thì đó là những cái chia sẻ và những cái kinh nghiệm có của mình trong cái suốt cái thời gian mà nuôi chim. Có cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Rồi bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em sẽ thành công với những chú chim mà anh em đã chọn lựa. Bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Anh em xem video nếu thấy hay, nhớ cho mình một like và bấm nút đăng ký để nhận thông báo mỗi khi mình lên clip mới nha anh em nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.